Chào các em, tiếp tục mình học vẽ thôi. Học vẽ trong Socrates rất là hay. Tiếp tục ta sẽ vẽ cái hình để xem là hôm nay ta sẽ vẽ cái gì nào. Thử vẽ xem cái hình mà có những cái đoạn thẳng mà phía đầu của nó là những hình tròn, hình vuông hoặc là hình mũi tên rồi đó. Thì bây giờ ta sẽ đi vẽ xem. Tiếp tục ta cũng là đi đặt hướng này, quay hướng này cho nó cố định, đúng không? Rồi mình sẽ đặt kích thước của nét vẽ này, rồi làm mình sẽ bắt đầu là nhấc bút này, xóa hết đi này. Sau khi làm xong rồi thì mình sẽ đặt bút xuống này, bắt đầu vẽ này. Lặp là 360 chia cho 45, tức là mình sẽ vẽ làm di chuyển một cái bước là 100. Rồi quay một góc là 90 độ. Tiếp tục sau đó ta sẽ đi vẽ một cái hình tròn. Số lần lặp là 360 chia cho 10. Ta chữ vẽ một cái nó di chuyển là 5 thôi. Sau đó là mình sẽ cho nó quay một cái góc là 10 độ. Tiếp theo ta lại quay một góc là 90 độ. Rồi mình sẽ di chuyển một cái bước là 100. Sau đó mình sẽ xoay một cái góc là 360 mình chia cho 8. Rồi, bây giờ ta thử xem kết quả của nó là ra cái hình gì. Cái này nó bị to quá. Chỗ này mình phải di chuyển ngược lại trừ 100 mới đúng. Thử xem nào. Ok, đây đây là ra cái hình này như thế này. Vậy bây giờ cũng là cái thuật toán này, nhưng mà nếu mà đầu của nó là hình vuông thì các em sẽ cứ vẽ cái lặp ở bên trong này, lặp hình vuông này, thì các em sẽ vẽ thành là lặp 4 lần. Đó. Ví dụ như thế là đây, à, các em sẽ vẽ là lặp 4 lần. Sau đó xoay một góc là 90 độ. Thế, thử xem nó là cái gì. Đó, cũng thế. Thế là ra được cái hình vuông. Hình vuông này có cạnh to to một chút. Ví dụ cạnh là 10. Đó, vậy có thể ra được kiểu như vậy. Và đây là ta đang vẽ là chỗ này là 10. Ra cái hình của mình. Ok, hình này thì nó hơi to quá, 5 bước thôi.
Đấy. Thì cũng như thế này, nhưng mà các em có thể vẽ ra cái đầu của nó là kiểu hình mũi tên, thì các em sẽ sửa nó thế nào, hình mũi tên. Một, hai, ba, đây là 8, vẽ 8 cái thì chỗ này sẽ lặp 8 cái. Đầu tiên là nó di chuyển 100, rồi là xoay này, cái chỗ này. Tiếp theo các em sẽ xoay một cái góc là 135 độ. Sau đó các em sẽ di chuyển một cái đoạn là 20. Sau lại di chuyển lại một cái đoạn là -20. Sau đó các em sẽ xoay một cái góc là 270 độ. Tiếp theo các em lại di chuyển một cái đoạn là 20. Rồi -20. Rồi chỗ này các em sẽ xoay một cái góc 135 độ. Sau đó là được một hình rồi thì các em sẽ di chuyển lại một cái đoạn ngược là -100. Rồi các em sẽ xoay một cái góc là 360 chia 8. Mình sẽ xem nó là về cái hình gì nhé. Đó, em này. Như vậy nó vẽ một cái đoạn từ đây đến đây 100, sau đó là nó sẽ vẽ một cái đoạn là nó xoay một cái góc là 135 đấy, đây này, đoạn đây này. À, từ đây này để nó vẽ cái hình vuông này, à, hình hình mũi tên này, xong quay lại để vẽ cái hình này, quay lại nên lùi lại đây rồi đến vẽ tiếp. Như vậy đây chính là thuật toán để vẽ cái hình này. Đó. Còn lại nếu các em đổi thành xoay 45 độ thì chỗ này nó sẽ ra cái hình mũi tên ngược thế này. Đó các em. Tiếp tục. Và các em sẽ vẽ những cái hình mà nó giống như kiểu cái pháo bông ấy, đúng không? Thì mình sẽ vẽ thế nào? Mình sẽ nhân bản nó lên. Rồi, để vẽ xem là sẽ vẽ được như thế nào. Đầu tiên là xoay 360 độ. Là 360. Dịch chuyển một cái đoạn là 10, rồi dịch chuyển một cái đoạn là -100. Sau đó mình chỉ xoay là một độ thôi. Xoay ở đây là một độ thôi. Sau đó mình sẽ trên cái màu của nó, thay đổi màu của nó một cái lượng là 25 đi, cho màu nó tách biệt, ta thử xem nhé. Các em, còn nếu như mình xoay 2 độ thì nhìn nó sẽ rộng hơn một chút. Đó, sẽ rộng hơn một chút. Còn nếu mình, đó các em, à, như vậy là vì nếu xoay 2 độ thì chỗ này nó sẽ là 360, 180. Như vậy chỗ này cô sẽ tốt nhất là cô nên đi dạng phép chia. Đó. Bên này luôn luôn là 360. Chỗ này nếu cô muốn xoay 3 độ thì chỗ này cô sẽ chia cho 3. Rồi. Đó. Còn nếu như mà cô muốn làm cho nó là 1 độ. Nhưng mà cái chỗ này nét màu của cô cho nó to một chút. Cô xem nó là như thế nào nhé.